Bộ trưởng Quốc phòng Nam Hàn thông báo nhặt được nhiều mảnh vụn từ hỏa tiễn Bắc Hàn, tiến từ Nam Hàn. Hôm thứ Năm, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nam Hàn thông báo là đã tìm thấy được nhiều mảnh vụn từ hỏa tiễn Bắc Hàn. Một đoạn video từ Bộ Quốc phòng được trình chiếu trước công chúng, những hình ảnh các mảnh vỡ từ hỏa tiễn liên lục địa đang nổi trên biển trong vùng kiểm soát của Nam Hàn tại khu vực 160 cây số về hướng tây của thành phố Gansan. Bắc Hàn bất chấp các lời cảnh cáo đã tiến hành các chương trình thử nghiệm loại hỏa tiễn xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn nguyên tử bắn tới Hoa Kỳ nhằm chào mừng kỷ niệm một năm lãnh tụ Kim Chính Ân lên nắm quyền điều khiển quốc gia. Bắc Hàn cho rằng đây là một chương trình dân sự, chính phủ tiến hành chương trình phóng hỏa tiễn nhằm để đưa vệ tinh quốc gia lên quỹ đạo của trái đất. Hoa Kỳ, Nam Hàn và Nhật Bản quan ngại khả năng chế tạo các loại hỏa tiễn xuyên lục địa của Bắc Hàn có thể mang đầu đạn nguyên tử với sự tấn công bất ngờ. Nam Hàn giám sát chặt chẽ sự hiện diện của vệ tinh trên quỹ đạo và nói rằng đã không có dấu hiệu gì bất thường. Vệ tinh Bắc Hàn đều chạy xung quanh vòng quỹ đạo nhưng chưa biết khi nào mới chính thức đưa vào hoạt động. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đang có những cuộc họp khẩn cấp nhằm để bàn thảo các kế hoạch đối phó lại sự việc Bắc Hàn sử dụng chưa trình đưa vệ tinh lên quỹ đạo trái đất nhằm để che giấu các chương trình thí nghiệm hỏa tiễn xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn nguyên tử.